Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Chào mừng các con đã đến với khóa học tiếng Việt lớp 4 của Vietsách. Các con thân mến, chúng ta đã cùng nhau bước sang tuần 22. Bắt đầu từ tuần 22 này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một chủ điểm mới, chủ điểm có tên gọi vẻ đẹp muôn màu. Bức tranh thứ hai chính là bức tranh minh họa cho chủ điểm vẻ đẹp muôn màu. Quan sát bức tranh, các con có thể thấy, ở đây tác giả đã vẽ khung cảnh sông núi, nước non, chùa chiền, nhà cửa. Chủ điểm vẻ đẹp muôn màu sẽ giúp các con dung cảm trước vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước, đồng thời sẽ giúp chúng mình sống đẹp hơn. Trước khi bắt đầu vào bài tập đọc ngày hôm nay, cô có một câu đố dành cho con. Các con có sẵn sàng để trả lời câu đố của cô không? Câu đố mà cô đưa ra như sau. Da xù xì như mít, nhưng quả lại nhỏ hơn, mùi thơm tỏa ngát trời, chỉ miền Nam mới có, là quả gì? Dựa vào những thông tin trên đây, cô tin chắc các con sẽ đoán ngay được đáp án của câu đố này. Nếu đáp án con đưa ra là sầu riêng, thì các con đã có một câu trả lời vô cùng chính xác rồi đấy. Các con thân mến, trong bài tập đọc mở đầu chủ điểm ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cây sầu riêng, một loại cây ăn trái rất quý, được coi là đặc sản của miền Nam. Qua cách miêu tả của tác giả, các con sẽ thấy sầu riêng không chỉ cho trái cây ngon, mà còn đặc sắc về hương hoa, về dáng dấp của thân, lá, cành. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài tập đọc ngày hôm nay. Bài tập đọc có tên gọi Sầu Riêng. Tiết tập đọc ngày hôm nay của chúng mình gồm 4 hoạt động chính. Hoạt động 1, luyện đọc đúng. Hoạt động 2, tìm hiểu bài. Hoạt động 3, luyện đọc hay. Hoạt động 4, củng cố. Bây giờ chúng mình cùng nhau đến với hoạt động đầu tiên, hoạt động luyện đọc đúng. Vẫn như mọi khi, cô sẽ đọc cho các con lắng nghe một lần bài tập đọc Sầu Riêng và các con quan sát trên màn hình và lắng nghe cô đọc bài. Sầu riêng. Sầu riêng là loại trái quý của miền Nam. Hương vị của nó hết sức đặc biệt, mùi thơm đậm, bay rất xa, lâu tan trong không khí. Còn hàng chục mét mới tới nơi để sầu riêng, hương đã ngào ngạt, xông vào cánh mũi. Sầu riêng thơm mùi thơm của mít chín, quyện với hương bưởi, béo cái béo của trứng gà, ngọt cái vị của mật ong giả hạn. Hương vị quyến rũ đến kỳ lạ. Hoa sầu riêng trổ vào cuối năm, gió đưa hương thơm ngát như hương cau, hương bưởi tỏa khắp khu vườn. Hoa đậu từng chùm, màu trắng ngà, cánh hoa nhỏ như vảy cá, hao hao giống cánh sen con, lác đác vài nhụy, đi ti giữa những cánh hoa. Mỗi cuống hoa ra một trái, nhìn trái sầu riêng lủng lẳng dưới cành, trông giống như tổ kiến. Mùa trái rộ vào tháng 4, tháng 5 ta. Đứng ngắm cây sầu riêng, tôi cứ nghĩ mãi về cái dáng cây kỳ lạ này. Thân nó khẳng khiu, cao vút, cành ngang thẳng đuột, thiếu cái dáng cong, dáng nghiêng, chiều quằn, chiều lượn của cây xoài, cây nhãn. Lá nhỏ xanh vàng, hơi khép lại, tưởng như lá héo. Vậy mà khi trái chín, hương tỏa ngạt ngào, vị ngọt đến đam mê. Mai Văn Tạo. Các con vừa lắng nghe cô đọc một lần bài tập đọc Sầu Riêng. Vậy theo các con, bài tập đọc này chúng mình sẽ chia thành mấy đoạn? Các con thân mến, bài tập đọc này chúng mình sẽ chia thành 3 đoạn. Đoạn 1 từ đầu cho đến quyến rũ đến kỳ lạ. Đoạn 2 tiếp theo cho đến tháng 4, tháng 5 ta. Và đoạn 3 sẽ là phần còn lại. Cô mời các con chúng mình lấy bút chì và đánh dấu 3 đoạn này vào trong sách giáo khoa để các con thuận lợi trong việc tìm hiểu bài và luyện đọc. Để chúng mình có thể đọc đúng và trôi chảy bài tập đọc này, các con sẽ cùng cô đi tìm và luyện đọc các từ khó có trong bài. Từ đầu tiên, sầu riêng. Từ thứ hai, không khí. Từ thứ ba, ngào ngạt. Từ thứ tư, quyện. Từ thứ 5, tỏa khắp. Từ số 6, lác đác. Từ số 7, lủng lẳng. Tiếp theo, khẳng khiu, thẳng đuột. Chiều quằn,
chiều lượn, đam mê. Mời các con đọc lại một lần nữa những từ này cùng với cô. Sầu riêng, không khí, ngào ngạt, quyện, tỏa khóc, lác đác, lủng lẳng, khẳng khiu, thẳng đuột, chiều quằn, chiều lượn, đam mê. Trong bài này các con thấy cũng có một số câu văn rất dài, vậy thì các con cần phải lưu ý về cách ngắt nghỉ hơi. Bây giờ cô đưa ra một ví dụ để các con dễ hình dung hơn. Ở đây cô có câu văn sau: sầu riêng thơm mùi thơm của mít chín, quyện với hương bưởi, béo cái béo của trứng gà, ngọt cái vị của mật ong già hạn. Cô nghỉ hơi sau từ mít chín. Bây giờ cô mời các con đọc to lại một lần nữa câu văn này cùng với cô. Sầu riêng thơm mùi thơm của mít chín, quyện với hương bưởi, béo cái béo của trứng gà, ngọt cái vị của mật ong già hạn. Tiếp theo chúng ta cùng nhau đến với ý cuối cùng của hoạt động luyện đọc đúng, đó là giải nghĩa các từ khó có trong bài. Từ đầu tiên, mật ong già hạn, tức là mật ong để lâu hơn thời hạn thu hoạch. Tiếp theo, hoa đậu từng chùm, tức là hoa mọc thành chùm. Đây chính là hoa của cây sầu riêng, và hoa của sầu riêng có một điểm đặc biệt, đó là hoa của cây sầu riêng sẽ mọc thành chùm rất lớn. Tiếp theo, hao hao giống, tức có nghĩa là hơi giống. Mùa trái rộ là thời gian cây ra nhiều quả nhất, đây chính là hình ảnh quả sầu riêng. Cuối cùng, đam mê là ham thích quá mức. Như vậy chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong hoạt động số 1, hoạt động luyện đọc đúng. Bây giờ cô trò mình sẽ cùng nhau đến với hoạt động số 2, hoạt động tìm hiểu bài. Trong hoạt động tìm hiểu bài, chúng mình sẽ cùng nhau trả lời các câu hỏi mà sách giáo khoa đưa ra cho các con. Từ đó chúng ta sẽ rút ra nội dung chính của bài tập đọc sầu riêng. Chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên. Sầu riêng là đặc sản của vùng nào? Để trả lời câu hỏi này, các con đọc giúp cô đoạn 1. Đọc đoạn 1 kết hợp với kiến thức thực tế, chúng ta biết rằng sầu riêng là đặc sản của miền Nam nước ta. Tiếp theo câu hỏi số 2. Dựa vào bài văn này, hãy miêu tả những nét đặc sắc của A. hoa sầu riêng, B. quả sầu riêng và C. dáng cây sầu riêng. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau dựa vào bài văn này để miêu tả những nét đặc sắc ba yếu tố mà đề bài đã đưa ra cho chúng ta. Đầu tiên là hoa của sầu riêng. Dựa vào bài tập đọc này, chúng ta có thể thấy hoa sầu riêng được miêu tả bởi những nét đặc sắc như sau: hoa trổ vào cuối năm, thơm ngát như hương cau, hương bưởi, đậu thành từng chùm, màu trắng ngà, cánh hoa nhỏ như vảy cá, hao hao giống cánh sen con, lác đác vài nhụy li ti giữa những cánh hoa. Đây chính là hai hình ảnh về hoa sầu riêng cô đã sưu tầm được. Quan sát hai hình ảnh này, các con có thể thấy được tác giả đã miêu tả những bông hoa sầu riêng hết sức chân thật. Ở đây các con thấy hoa sầu riêng sẽ mọc thành từng chùm này, có màu trắng ngà. Đồng thời chúng ta thấy rằng cánh hoa sầu riêng được tác giả miêu tả y hệt cánh hoa sầu riêng trong thực tế, đó là cánh thì nhỏ giống vảy cá và nó rất giống cánh của hoa sen. Đồng thời ở giữa sẽ có lác đác những nhụy hoa li ti. Tiếp theo ta đến với ý B là quả sầu riêng. Tác giả cũng miêu tả quả sầu riêng vô cùng đặc sắc. Quả thì lủng lẳng dưới cành, trông như những cái tổ kiến, mùi thơm đậm, bay xa, lâu tan trong không khí. Còn hàng chục mét mới tới nơi để sầu riêng, đã ngửi thấy mùi hương ngạt ngào, thơm mùi thơm của mít chín, quyện với hương bưởi, béo cái béo của trứng gà, ngọt vị mật ong già hạn, vị ngọt đến đam mê. Như vậy, các con thấy rằng tác giả miêu tả quả sầu riêng vô cùng chi tiết từ bên ngoài cho đến bên trong, làm cho người đọc cũng cảm nhận được mùi thơm và vị ngon của những trái sầu riêng. Tiếp theo ta đến với ý C, dáng của cây sầu riêng. Ở đây tác giả đã miêu tả dáng của cây sầu riêng như sau: thân khẳng khiu, cao vút, cành ngang thẳng buột, lá nhỏ xanh vàng, hơi khép lại, tưởng là héo. Tác giả Mai Văn Tạo đã miêu tả vô cùng sinh động, chân thực và chính xác về cây sầu riêng. Vừa rồi qua câu hỏi số 2, chúng mình đã cùng nhau miêu tả lại các đặc điểm về hoa, quả và dáng của cây sầu riêng. Bây giờ chúng ta cùng nhau đến với câu hỏi số 3, đó là tìm những câu văn thể hiện tình cảm của tác giả đối với cây sầu riêng. Thông qua câu hỏi số 2, chúng ta đã thấy được tác giả đã miêu tả vô cùng chân thực
và chi tiết cây sầu riêng. Vậy chắc chắn tác giả phải có một tình cảm to lớn đối với loại cây này thì tác giả mới có thể miêu tả tường tận và sinh động đến thế. Ở đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm những câu văn thể hiện tình cảm của tác giả đối với cây sầu riêng. Đó là những chi tiết sau. Sầu riêng là loại trái quý của miền Nam. Hương vị quyến rũ đến kỳ lạ. Đứng ngắm cây sầu riêng, tôi cứ nghĩ mãi về cái dáng cây kỳ lạ này. Vậy mà khi trái chín, hương tỏa ngọt ngào, vị ngọt đến đam mê. Đây là những câu văn thể hiện tình cảm của tác giả đối với cây sầu riêng. Như vậy, thông qua bài tập đọc này, chúng ta cũng thấy được giá trị và vẻ đẹp đặc sắc của cây sầu riêng. Đây là nội dung chính của bài tập đọc này. Các con lưu ý ghi nhớ cho cô nội dung này. Tiếp theo ta đến với hoạt động số 3, hoạt động luyện đọc hay. Cô tin rằng khi các con đã hiểu nội dung chính của bài tập đọc này, chúng mình có thể thực hiện rất tốt hoạt động số 3. Để các con có thể đọc hay, các con lưu ý cho cô về giọng đọc. Bài tập đọc này chúng mình sẽ đọc với giọng tả nhẹ nhàng, chậm rãi. Nhớ nhấn giọng vào những từ ngữ ca ngợi vẻ đẹp đặc sắc của sầu riêng. Ví dụ như là hết sức đặc biệt, thơm đậm, rất xa, lâu tan, ngào ngạt, thơm mùi thơm, béo cái béo, ngọt, kỳ lạ, thơm ngát. Trong bài tập đọc này, cô lựa chọn đoạn sau để các con luyện đọc hay. Bây giờ mời các con lắng nghe cô đọc mẫu. Sầu riêng là loại trái quý của miền Nam. Hương vị nó hết sức đặc biệt, mùi thơm đậm, bay rất xa, lâu tan trong không khí. Còn hàng chục mét mới tới nơi để sầu riêng, hương đã ngào ngạt xông vào cánh mũi. Sầu riêng thơm mùi thơm của mít chín, quyện với hương bưởi, béo cái béo của trứng gà, ngọt cái vị của mật ong già hạn, hương vị quyến rũ đến kỳ lạ. Các con cố gắng chúng mình luyện đọc thật nhiều, cô tin rằng với sự chăm chỉ, các con sẽ đọc rất hay đoạn văn này. Bây giờ chúng ta cùng nhau đến với hoạt động cuối cùng của tiết học ngày hôm nay. Hoạt động củng cố. Trò chơi của cô có tên gọi giúp bé tưới cây. Giới thiệu với các con, đây là bạn My. My có một khu vườn với rất nhiều các loài hoa xinh đẹp. Hiện tại, My đang chăm sóc 5 mầm cây. 5 mầm cây này cần My tưới nước mỗi ngày để có thể nở ra những bông hoa vô cùng xinh đẹp. Nhiệm vụ của các con là trả lời chính xác các câu hỏi. Mỗi lần các con trả lời chính xác một câu hỏi là các con đã giúp My tưới nước cho những mầm cây này. Ngay sau khi được các con tưới nước, những mầm cây sẽ nở thành những bông hoa vô cùng xinh đẹp. Tuy nhiên, nếu các con trả lời sai, chúng mình sẽ không thể nào giúp My tưới nước cho các mầm cây. Mầm cây sẽ héo và chết dần. Các con đã hiểu thể lệ của trò chơi này chưa? Nếu đã hiểu rồi, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào trò chơi ngày hôm nay nhé. Chúng mình đến với câu hỏi số 1. Bài tập đọc sầu riêng được chia thành mấy đoạn? A 2 đoạn, B 3 đoạn, C 4 đoạn và D 5 đoạn. Trong hoạt động luyện đọc đúng, cô đã hướng dẫn các con chia bài tập đọc này thành 3 đoạn. Đồng thời các con đánh dấu 3 đoạn này vào trong sách giáo khoa rồi. Vì vậy cô tin rằng với câu hỏi số 1 sẽ không có bạn nào trả lời sai câu hỏi này đâu. Phương án chính xác ở đây của chúng ta sẽ là phương án B. Với phương án chính xác là phương án B, chúng mình sẽ cùng nhau đi giúp My tưới mầm cây đầu tiên. Mầm cây đầu tiên đã nở thành một bông hoa vô cùng xinh đẹp. Chúng mình đến với câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 2. Cách ngắt nghỉ hơi của câu văn: sầu riêng thơm mùi thơm của mít chín, quyện với hương bưởi, béo cái béo của trứng gà, ngọt cái vị của mật ong già hạn. Bốn phương án này đâu là phương án chính xác cho cách ngắt nghỉ hơi của câu văn cô vừa đưa ra? Trong hoạt động luyện đọc đúng phần ngắt nghỉ câu, cô đã hướng dẫn các con ngắt nghỉ hơi câu văn này. Vậy ở đây, phương án chính xác sẽ là phương án B. Với đáp án chính xác là đáp án B, chúng mình giúp bạn My tưới mầm cây thứ hai nhé. Mầm cây số 2 đã nở thành một bông hoa vô cùng xinh đẹp. Chúng ta cố gắng giúp My tưới tiếp những mầm cây tiếp theo nhé. Ta đến với câu hỏi số 3.
Sầu riêng là đặc sản của miền nước ta. Một câu hỏi vô cùng đơn giản đúng không nào? Sầu riêng sẽ là đặc sản của miền Nam nước ta. Với câu hỏi vô cùng dễ này, chắc chắn chúng ta ai cũng trả lời đúng không nào? Chúng mình cùng My tưới tiếp mầm cây số 3 nhé. Mầm cây số 3 nở thành một khóm hoa màu tím vô cùng đặc biệt. Chúng ta còn 2 mầm cây, các con cố gắng nhé. Ta đến với câu hỏi số 4. Nội dung chính của bài tập đọc sầu riêng: A. Giá trị và vẻ đẹp đặc sắc của cây sầu riêng. B. Miêu tả quả sầu riêng. C. Miêu tả hoa sầu riêng. Và D. Miêu tả thân sầu riêng. Sau khi trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa, chúng ta đã rút ra được nội dung chính của bài tập đọc này, đó là giá trị và vẻ đẹp đặc sắc của cây sầu riêng. Vậy, phương án A sẽ là phương án chính xác cho câu hỏi số 4. Với đáp án chính xác này, chúng mình sẽ giúp My tưới mầm cây số 4 nhé. Mầm cây số 4 nở ra một khóm hoa màu cam vô cùng đẹp. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 5. Giọng đọc của bài tập đọc sầu riêng là A. To rõ ràng, B. Dí dỏm vui vẻ, C. Tha thiết và D. Nhẹ nhàng chậm rãi. Cô đã hướng dẫn các con giọng đọc của toàn bài tập đọc này, đó là giọng tả nhẹ nhàng, chậm rãi. Vậy phương án D là phương án chính xác cho câu hỏi này. Nếu các con đưa ra đáp án chính xác là đáp án D, thì các con đã có một câu trả lời vô cùng xuất sắc đấy. Bây giờ chúng ta cùng My tưới mầm cây số 5 nhé. Trước khi tưới, các con đoán xem mầm cây số 5 sẽ nở ra những bông hoa có màu gì? Chúng mình cùng kiểm tra kết quả nhé. Sau khi tưới cho mầm cây số 5, mầm cây này đã nở ra một khóm hoa màu tím vô cùng xinh đẹp. Như vậy là các con đã giúp My tưới xong 5 mầm cây này. 5 mầm cây này cũng nở ra những bông hoa có màu sắc vô cùng đặc biệt. Cảm ơn các con đã tích cực tham gia trò chơi này của cô. Trò chơi này cũng đã kết thúc tiết học ngày hôm nay của chúng ta tại đây rồi. Cô hy vọng trò chơi này sẽ giúp các con tổng hợp và khắc ghi sâu hơn nội dung chính của bài tập đọc sầu riêng. Tiết học của chúng ta ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các con đã chú ý theo dõi và lắng nghe. Hẹn gặp lại các con trong những tiết học tiếp theo. Khóa học Việt Sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.